Các bạn thân mến, hiện nay tôi đang đứng ở ngã tư Hai Bà Trưng với là Nguyễn Thị Minh Khai, và tôi vừa gửi xe xong để đi vào cái cổng Hai Bà Trưng của nhà văn hóa thanh niên, nơi đang diễn ra lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi video clip góc phố ông đồ phần 2. Trên đường Hai Bà Trưng thì có rất nhiều gian hàng, trong đó có những gian hàng về vẽ mỹ thuật. Gian hàng đồ chơi, phóng phi tiêu. Mỗi một phi tiêu được tính là một điểm. Với 15 điểm thì các bạn sẽ được những con thú nhỏ bông nhỏ như thế này. Và nếu 15 điểm, 30 điểm thì được con thú nhỏ bông lớn hơn. 60 điểm thì được con thú nhỏ bông to nhất. Trò chơi phóng phi tiêu này cũng rất là thú vị và cũng thử thách các bạn. Một cái phi tiêu bao nhiêu tiền con? Một cái phi tiêu là bao nhiêu tiền? 30.000 8 cái hả? 60.000 17 cái. 100.000 30 cái, tức là mua càng nhiều càng lợi hả? Dạ. À cảm ơn. Hôm qua có nhiều người trúng không? Dạ nhiều lắm. Gấu bông này cũng trúng nhiều hả? Đây là chứng tỏ là những người đó là thiện xạ mà không? Phóng đâu trúng đó. Chú có chứng kiến một chị phóng trúng được con gấu à, con heo. 30 cái, được 29 cái, đúng không? Tặng cho một cái. Rồi cảm ơn, xin chào. Thưa các bạn, đây là cổng Hai Bà Trưng để bước vào lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 của nhà văn hóa thanh niên. Cổng này thì chủ yếu là các gian hàng bán quần áo và những cái phụ kiện. Đây rất là rộng và thoáng. So với những năm trước thì cái khu vực này đã được cải tiến, rộng rãi, thoáng mát và dễ di chuyển. Chúng ta đi tiếp nha các bạn, cũng ra trở lại mặt tiền. Và chúng ta tiếp nối là góc phố ông đồ mà hôm qua mà video clip trước tôi chưa có thể quay đầy đủ. Hôm nay tôi quay tiếp để các bạn xem góc phố ông đồ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai của nhà văn hóa thanh niên. Xin chào. Hôm qua khai trương ông đồ có khách hàng chưa hả? Chắc hôm nay người ta mới biết nhiều, tại tôi mới tải lên một cái, hy vọng người ta biết. Hôm qua mình khai trương chế quá mà, tối mà phải. Rồi chúc ông đồ hôm nay gặt nhiều thắng lợi nhé. Cảm ơn, xin chào. Chào. Chào.
này là dãy núi rồi, núi gì đấy, giống Ngũ Hành Sơn quá vậy. Xin chào. Dạ có, bây giờ mới quay trở lại đâu. Tức là mình kìm 10 sao mà chiếu gần. Đó đó, xong rồi chiếu cái bà đang đi nè. Đó, bà đang đi nè. Dạ. Không, không có đưa lên tivi anh, mà đưa lên mạng cho cả thế giới xem. À, dạ, đưa lên YouTube. Có một cái Việt Nam mà đưa lên mạng là cả thế giới rồi. Cả thế giới chứ còn tivi có Việt Nam xem không ạ? Chứ thế giới nó đâu có HTV. Ừ, thôi thì chúc, không biết anh chị có làm chủ không? À, chúc hai anh chị làm chủ đi cuối năm phát tài. À rồi. À, đăng hùng đây. Chủ đi phát tài, còn khách thì phát tướng, được không? Phát nào miễn là phát là được rồi. Xin cảm ơn. Các bạn thân mến, đây là đoạn góc phố ông Đồ mà ngày và clip trước tôi chưa truyền tải được. Hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp cái phần còn lại của góc phố ông Đồ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chen kẽ giữa góc phố có một vài gian hàng phụ kiện để cho khách hàng đỡ nhàm chán và cũng được phong phú thêm cho lễ hội.
dễ thương quá. Cái này bao nhiêu một cả? Ví dụ như con heo này, con heo cắn cắn dễ thương này, bao nhiêu? À, chứ không phải con heo đâu. Con à, chó, xin lỗi, xin lỗi. Có con heo không? Con chó đó bao nhiêu? À, 40. À, bên đây cũng vậy hả? À, bên đây cũng vậy. À, nó là móc khóa, chưa có móc vô phải không ạ? Dạ. À, chúng ta vừa đi ngang thêm một cái cổng nữa cũng của ở Minh Khai, đó là cổng phiên chợ Tết Việt, chuyên thời trang ẩm thực nghệ thuật âm nhạc. Đây bà Hà gốm Nhật. Thưa các bạn, đến đây thì tôi đã thấy video clip hơi dài, tuy nhiên tôi muốn kết thúc bằng một cái cửa tiệm hàng Nhật. Nhưng bên cạnh tôi thấy có một cái gian hàng cũng khá thú vị. Xin giới thiệu các bạn trước tiên là đây là gian hàng. Xin chào, chú xin phép chú kết thúc video clip này bằng cửa hàng của con nhé. Con có xem video clip góc phố ông đồ hôm qua chưa? À, con thấy làm sao? Vui ha? Mà có nhiều người chú quay đâu có biết đâu. Nhất là mấy nhân vật chó. Rất là dễ thương, đúng không? Bây giờ trước hết là chú quay nhân vật này trước nhé. Sau đó con giải thích cái từ vẽ hay na là gì. Rồi xuất phát, xuất xứ ở đâu mà ra. Rồi... cái này là mặt hàng thôi nha, còn cái nguồn gốc xuất xứ ấy. Rồi mặt hàng này là mới nhập mà là do ở đâu nhập, con nhập hay là người khác nhập, con lấy lại, ví dụ vậy đó. Thưa các bạn, đây là những cái mẫu sản phẩm. À, tôi sẽ bật mí cho các bạn đây là sản phẩm gì khi tiếp xúc với lại các nhân viên cửa hàng với mệnh danh với cái tên là vẽ henna henna hả, vẽ henna. Rồi các bạn thấy dễ thương không? Các bạn nghĩ đây là linh vật của năm ất năm Quý Mão 2023 sắp tới. Hy vọng rằng các bạn đã chiêm ngưỡng những cái linh vật này thì chúng ta cũng sẽ chiếm hữu nó để làm tài sản, làm bù bối, làm niềm vui cho năm mới cho mình và cũng như cho người khác nha các bạn. Bây giờ mời các bạn vào tiếp xúc với cửa hàng. Rồi trước hết xin tôi là Chính Hưng Channel. Kênh của tôi mới thành lập được một năm thôi, hôm nay là sinh nhật, đến đây để chúc mừng cửa hàng, nhưng mà đồng thời cũng quay cửa hàng. Trước hết xin hỏi là cái vẽ henna là nghĩa là gì ạ? Rồi cái nghĩa là gì á, tức là cái xuất xứ là của Ấn Độ. Mực à, đây là mực đấy, cái tên của cái mực đâu, mực đâu, mực này henna. Mực này thì nó có giá trị sử dụng hay là nó có cái sức bền như thế nào? Dạ, nó giữ được 7-10 ngày thôi. 7-10 ngày, sau 7-10 ngày đã mất, biến mất. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà mình sẽ vẽ lên đâu? Dạ, để lên đây. Đây đây đây,
gì vậy? Hình này của con ấy đang phai. À đang phai, nó đã vẽ được bao lâu rồi? Ba ngày. Ba ngày rồi. Như vậy thôi, 30 Tết mình vẽ để mùng 1, mùng 2, mùng 3 cho nó đẹp vào. Dạ. 30 Tết con dọn lúc nào? Mấy giờ? 30 Tết là con 29 là con nghỉ rồi. Ủa, 30 có là tức là nó hết ngày 29 rồi. À à. Còn cái hội chợ. À 30 cũng tới 12 giờ thôi. Đúng không? Chú theo chú biết là hàng năm cho chú quay cái này đi. Đó, các bạn thấy cái hình hình gì con nói đi. Cái mực gì đây? Hình vẽ henna. Dạ henna nè. Cái này mẫu mã thì lấy từ đâu? Dạ trên mạng có. Còn mấy bạn có mẫu đem tới thì các con có vẽ cho các bạn không? Dạ được. Tiền công, tiền công thì sao? Chăm sóc là mực của vợ của cửa hàng, mẫu của cửa hàng đúng không? À, tay thì không phải của cửa hàng đúng không? Đúng không? Chú phải hỏi cho kỹ. Cái tay là của mình đúng không? Rồi tiếp theo là sẵn chú lấy một vài mẫu đó, cứ lướt. Đây là những mẫu đã chụp lại. Sau khi vẽ đây là những cái mẫu rất là mỹ thuật, rất là dễ thương, mà bảo đảm các bạn mà vẽ vô thì nhiều người thương lắm. À hay vẽ đâu cái mẫu nào cô dâu Ấn Độ vẽ rất là nhiều, còn cô dâu Việt Nam thì sao? Thôi giờ chưa làm cô dâu thì vẽ mẫu đi ha, vẽ nháp đi. Tức là họ vẽ như vậy để lấy hên và không hay làm sao để tạo phong tục à, thì có đâu có sao đâu, 7 ngày sau là nó biến mất rồi. Nhưng mà cái này quay lên đẹp lắm. Các bạn có nhu cầu vẽ gì thế, nhắc lại henna sử dụng trong 7 ngày là nó sẽ được phai và rất ấn tượng với dịp Tết đến xuân về. Ngoài cái bộ móng mà các bạn đã làm kỹ lưỡng thì thêm cái henna này thì tuyệt vời đúng không? Sao trong cái hình ngực có cái gì? À cắt tóc này thì sao? Con cứ để tự nhiên. Cắt tóc này thì sao? À đó. À rồi con cứ giải thích đi. Cái này thì tóc, điều kiện tóc làm sao? Nếu chú cháu quay tự nhiên á. Điều kiện. À già ngắn. Rồi mẫu mã thì cũng tùy theo. Kế tiếp nữa là giá cả. Dạ, giá cả thì nó sẽ tùy theo lượng tóc của các tóc dài và ngắn và cái kiểu tóc khác nó chọn thế nào. Rồi có nối tóc không? Có trường hợp nối tóc không? Dạ, trường hợp nối tóc thì mình sẽ làm riêng. À, tức là tính riêng mà. Tại hôm rồi chú đi Hội An á, chú thấy có một cô Tây á, tóc của cô tại mà phải lắm. Làm hết đầu mà làm cầu cả trăm cái lọn tóc như vậy thì lấy tóc đâu ra? Nối tóc cái màu tóc của cô với lại màu tóc của nối giống nhau vậy, cho nên mình đâu có nhìn ra nó hay á. Tóc của mình sẽ đẹp hơn tóc của cầu thủ quý đúng không? Cần nhớ anh vợ cho mượn cái này à, quỳnh có đeo còn nói cái sản phẩm mà chú đang quay nè, là nó xuất xứ nguồn gốc và nó năm nay nó là trend, con giới thiệu sản phẩm chú đang quay nữa. Con lấy ra một con đi, con nào đẹp con nào cũng được.
con giải thích đây là sản phẩm gì, do ai sản, nước nào sản xuất? Con nhập về bán. À nhập, nhưng mà của nước nào? Cái mẫu này là của bên Tập Lan. À nước nào? Ra Nhật, Nhật, Nhật. Xè ra từng con rồi đã đẹp. Đó, nước Nhật. À, thiết kế là kiểu Nhật. Và cái điểm đặc biệt của những cái mẫu mã này là nó là có cái giá trị sử dụng gì? Là phong lì xì nhưng mà được thiết kế theo kiểu mới, tức là mấy bạn sẽ làm cái kiểu hình con mèo gì cho nó dễ thương đó chú ạ. À, năm nay năm con mèo. Năm linh vật ha. Dạ. Chỗ này trong sẽ... trong số các bạn có ai tuổi mèo không? Dạ không. Đây, các bạn ơi, một bạn đang có tuổi mèo đây. Chúc bạn một năm mới với linh vật, với là cái tuổi này bạn sẽ ở gì? À, sinh như mèo. Nhưng mà ăn thì đừng có tăng cân, nên cũng ăn như mèo. Nói chung là mí miều nhé. À, đó, mí miều. Giống như mấy cái ảnh bạn đăng trên trên Zalo đó. Tôi có cảm giác là mấy cái ảnh nó đang giảm cân. Có Photoshop không? Không à. Sao thấy mấy cái ảnh nó bạn ốm hơn? Đúng không? Rồi không sao. À. Các bạn mà có sở hữu những cái bao lì xì con mèo này thì các bạn sẽ có một câu mà tôi xin tặng các bạn, là những ai mà có nhiệm vụ lì xì, những ai mà nhận tiền lì xì thì hãy cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều những người đã nghĩ ra cái sáng kiến này, tức là bao lì xì linh vật con mèo. Và những người tặng những cái bao lì xì này thì tôi xin tặng câu là của cho không bằng cách tặng. Cho nên bạn tặng lì xì bằng tiền mặt không bằng bạn tặng lì xì bằng con mèo có tiền. Đúng không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý ha. Vậy thì các bạn hãy nhanh chóng đến quầy hàng. Có số không? Không hả? Vậy thì quầy hàng này nó đuôi. À... À, ngay cửa phiên chợ, phiên chợ cửa mà bắt đầu đi từ đường Phạm Ngọc Thạch tới theo đường Minh Khai ấy, thì cái cổng đầu tiên đó bạn, là các bạn sẽ thấy cửa hàng nổi bật lên, nổi bật vẽ hen nè, có cái hình mặt trời phía sau đúng không, có trang trí trong cửa hàng là một cái hình một cái khăn có biểu tượng là mặt trời, và có những nhân viên cửa hàng rất là xinh xắn. Các bạn là cái tập hợp nhóm hay là sao? Nhóm bạn hay là sao? À nhóm riêng. Rồi sau cái đợt hội chợ này thì còn không? Còn nhóm không? Làm công việc riêng. Năm ngoái bạn có tham gia không? Hỗ trợ không? Nhưng mà là lĩnh vực nào hay cũng cái này? À, như vậy bạn có khách quen rồi, đúng không? À, đúng rồi. À, xin mời những khách quen của... Vẽ. Vẽ gì? Quay trở lại cửa hàng. À, có nhiều mẫu mã mới và sản phẩm mới. Linh vật mèo. Và đồng thời có giá trị sử dụng. Làm tiền, làm bao đựng lì xì độc và lạ, đúng không? Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Tôi kết thúc ở đây và mong các bạn sẽ ghé thăm gian hàng, đặc biệt gian hàng của những người bạn rất là dễ thương. Xin chào, giơ tay các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé.